nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi và đầy ý nghĩa tại Hội Thánh Gia Đình Nissi qua những hoạt động ngoại khóa bơi lội và lớp học xóa mù chữ. Các em thiếu nhi không chỉ được vui chơi, rèn luyện kỹ năng bơi lội mà còn được học cách sống yêu thương và chia sẻ trong tình yêu của Chúa. Đồng thời, lớp học xóa mù chữ mang lại cơ hội giáo dục, giúp các em và cả người lớn mở ra cánh cửa tri thức và đọc hiểu lời Chúa. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm hành trình đặc biệt này và nhìn thấy Chúa đang làm việc qua cuộc sống của mỗi người trong cộng đồng và Hội Thánh Gia Đình Nissi. Thank you.